Do nhiều duyên hòa hợp giả lập mà có, thật nhưng bất khả đắc, như nhà ảo thuật hay học trò của ông ở nơi ngã tư đường hóa ra làm bốn đội quân, đó là quần voi, quần ngựa, quân xe, quân bộ, hoặc hiện ra các loại màu sắc tướng của nó tuy giống nhau, có nhưng không thật. Thức cũng như vậy, thật nhưng bất khả đắc, đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của thức? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về thức, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thức? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết chân như của thức, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thức. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 12 xứ? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết nội xứ, tự tánh nội xứ không? Như thật biết ngoại xứ, tự tánh ngoại xứ không? Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 12 xứ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 18 giới? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết nhãn giới, tự tánh nhãn giới không? Nói rộng cho đến, như thật biết ý thức giới, tự tánh ý thức giới không? Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 18 giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 4 thánh đế? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết tướng khổ là bức bách, như thật biết tướng tập là sanh khởi, như thật biết tướng diệt là vắng lặng, như thật biết tướng đạo là xa lìa, lại như thật biết tự tánh khổ tập diệt đạo vốn không xa lìa hai pháp, gọi là thánh giả, khổ đế, vân vân, lý bốn đế, tức là chân như tức là khổ, vân vân, lý bốn đế, không hai, không sai khác, chỉ có bậc thánh chân mới như thật biết được. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 4 thánh đế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 12 duyên khởi? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết tự tánh vô mình cho đến lão tử, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, vốn không, xa lìa hai pháp. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 12 duyên khởi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, đều vô tự tánh, đều bất khả đắc mà được an trụ. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì, đều không hiếu luận, không phân biệt nhưng được an trụ. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học bố thí Ba La Mật Đa cho đến vô lượng vô biên Phật pháp? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết bố thí Ba La Mật Đa cho đến vô lượng vô biên Phật pháp, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, nhưng có thể tu tập. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học bố thí Ba La Mật Đa cho đến vô lượng vô biên Phật pháp.
Lúc ấy thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết sắc vân vân các pháp đều riêng biệt, không xen tạp, thì làm sao Thế Tôn đem pháp sắc vân vân làm hư hoại chân như pháp giới? Vì sao? Vì pháp giới không hai không sai khác. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu lìa pháp giới mà có các pháp khác, thì nói rằng pháp ấy có thể làm hại pháp giới. Nhưng nếu lìa pháp giới mà không có các pháp khác, thì các pháp kia không thể làm hại pháp giới. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn đều biết lìa pháp giới không có các pháp khác. Đã biết các pháp không là pháp giới, cũng chẳng thể vì người khác mà lập bày giảng nói. Vì vậy, nên pháp giới không ai có thể phá hoại được. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên học tướng pháp giới không hai không sai khác và không thể phá hoại được. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì nên học ở đâu? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì nên học nơi tất cả pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp đều thể nhập vào pháp giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì nói tất cả pháp đều thể nhập vào pháp giới? Phật dạy: Này thiện hiện, Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời thì các pháp vẫn thể nhập vào pháp giới, không có tướng sai khác, không do Phật nói. Vì sao? Vì pháp thiện hoặc pháp chẳng thiện, pháp hữu lậu hoặc pháp vô lậu, pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian, pháp hữu vi hoặc pháp vô vi, vân vân, tất cả pháp như vậy, không có pháp nào là không thể nhập vào pháp giới, tánh không vô tướng vô vi. Vậy nên, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, muốn học pháp giới nên học tất cả pháp. Nếu học tất cả pháp tức là học pháp giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều nhập vào pháp giới không hai không riêng biệt, thì vì sao các đại Bồ Tát phải học 6 pháp ba la mật đa? Vì sao phải học 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc? Vì sao phải học 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo? Vì sao phải học pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không? Vì sao phải học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ? Vì sao phải học thánh đế phổ tập diệt đạo? Vì sao phải học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện? Vì sao phải học 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ? Vì sao phải học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa? Vì sao phải học tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tàm ma địa? Vì sao phải học 5 loại mắt, 6 phép thần thông? Vì sao phải học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Vì sao phải học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả? Vì sao phải học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Vì sao phải học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Vì sao phải học thành tựu viên mãn 32 tướng, 80 vẻ đẹp? Vì sao phải học để sanh vào đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ? Vì sao phải học sanh vào cõi trời tứ đại thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại? Vì sao phải học sanh vào cõi trời phạm chúng cho đến trời quảng quả? Vì sao phải học pháp sanh vào cõi trời vô tưởng hữu tình nhưng không muốn sanh vào cõi trời ấy? Vì sao phải học pháp sanh vào cõi trời tịnh cư nhưng không muốn sanh vào cõi trời ấy? Vì sao phải học pháp sanh vào cõi trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng không muốn sanh vào cõi trời ấy? Vì sao phải học sơ phát bồ đề tâm cho đến phát bồ đề tâm thứ 10? Vì sao phải học chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Vì sao phải học chánh tánh ly sanh của bậc Thanh Văn và Độc Giác mà không tác chứng? Vì sao phải học thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật? Vì sao phải học các pháp môn đà la ni và vô ngại biện tài? Vì sao phải học đạo của đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật? Học như vậy rồi biết tất cả pháp, tất cả chủng tướng mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu trong pháp giới không có các pháp sai biệt như vậy, thì chúng đại Bồ Tát đâu có thể do đây mà phân biệt thực hành nơi điên đảo, trong không hí luận, phát sanh hí luận. Vì sao? Vì trong chân như pháp giới không có sự phân biệt hí luận. Lại nữa, bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức,
cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thức, sắc cho đến thức tức là pháp giới, pháp giới tức là sắc cho đến thức. Nói rộng cho đến pháp giới chẳng phải là pháp hữu vi vô vi, cũng không lìa pháp hữu vi vô vi, pháp hữu vi vô vi tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp hữu vi vô vi. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Trong Trần Như, pháp giới không có tất cả sự phân biệt hí luận, pháp giới chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thức, pháp giới tức là sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức tức là pháp giới. Nói rộng cho đến pháp giới chẳng phải pháp hữu vi vô vi, không lìa pháp hữu vi vô vi, pháp giới tức là pháp hữu vi vô vi, pháp hữu vi vô vi tức là pháp giới. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nào, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, thấy có pháp lìa pháp giới thì không hướng đến sự mong cầu đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nào, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa thì không thấy các pháp xa trần như pháp giới. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết tất cả pháp tức là trần như pháp giới, dùng phương tiện thiện xảo, pháp vô danh tướng, vì các hữu tình mà giảng thuyết danh tướng, nghĩa là đây là sắc thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới cho đến thức giới, đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là các pháp theo duyên sanh ra, đây là vô minh cho đến lão tử, đây là pháp thiện, pháp phi thiện, đây là pháp hữu lậu, pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu vi, pháp vô vi, đây là bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến đây là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông giữ lấy một ít đồ vật ở trước mọi người, ảo thuật ra các sắc tượng khác lạ, hoặc là hiện ra hình nam nữ lớn nhỏ, hoặc hiện làm voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, lừa gà, vân vân, các loài cầm thú, hoặc hiện làm thành ấp xóm làng, vườn rừng, ao hồ, vân vân, các thứ xinh đẹp, ai cũng ưa thích. Hoặc hiện làm y phục, thức ăn, nước uống, phòng nhà, đồ nằm, hoa hương, chuỗi ngọc, các thứ chân báu, kỳ lạ, tiền tài, thóc gạo đầy kho, hoặc hiện ra vô lượng các loại kỹ nhà, kỹ nữ, làm cho nhiều người hoan hỉ, ưa thích, hoặc hiện bày các thứ hình tướng làm cho người tu học, hành trì, bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, bát nhã, vân vân, hoặc hiện sanh trong đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, hoặc hiện ra núi non, biển cả, núi diệu cao, núi luân vi, vân vân, hoặc hiện sanh trong cõi trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng, phi tưởng xứ, hoặc hiện chứng quả dự lưu nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác. Hoặc hiện làm đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, học trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, học trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, học trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hướng đến chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, và sành các thứ thần thông thù thắng, phóng đại quang minh, chiếu soi khắp thế giới, trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, dạo chơi trong các cõi tịnh lự giải thoát đẳng trì, tu hành các món công đức của Phật, hoặc lại biến hiện ra hình của Như Lai, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm, thành tựu 10 lực, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả và vô lượng vô biên công đức. Như vậy, nhà ảo thuật và học trò của ông ta vì dối gạt kẻ khác nên ở trước mọi người làm các việc ảo thuật. Trong ấy có những người nam nữ lớn nhỏ vô trí thấy việc này rồi đều khen: người này lạ thay, giỏi học các môn kỹ xảo, có thể làm các việc hy hữu kỳ lạ, cho đến có thể hiện được thân Như Lai tướng ảo trang nghiêm, đầy đủ các công đức, tự mình biến hiện được những kỹ xảo tài giỏi,
Nhưng trong ấy có những người có trí thấy việc này rồi suy nghĩ, thật là thần thông kỳ lạ, làm thế nào mà người ấy có thể biến hóa và làm việc này, trong ấy tuy không có pháp thật nhưng làm cho mọi người mê lầm ưa thích. Với những vật không thật mà tưởng là thật, chỉ có người trí mới thấu rõ tất cả đều không, tuy có thấy nghe nhưng không chấp trước. Các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy không thấy pháp giới lìa các pháp mà có, cũng không thấy các pháp lìa pháp giới mà có, không thấy hữu tình và sự hoạt động của họ là thật có đắc, nhưng có thể phát sanh phương tiện thiện xảo. Tự tu hành sáu pháp ba la mật đa cũng khuyên người khác tu hành sáu pháp ba la mật đa, tùy thuận tán thán tu hành sáu pháp ba la mật đa, vui mừng khen ngợi người tu hành sáu pháp ba la mật đa, nói rộng cho đến tự mình viên mãn trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người khác viên mãn trí nhất thiết tướng, tùy thuận tán thán pháp viên mãn trí nhất thiết tướng, vui mừng khen ngợi người viên mãn trí nhất thiết tướng, tự mình viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, cũng khuyên người khác viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, tùy thuận tán thán pháp viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, vui mừng khen ngợi người viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp. Thiện hiện nên biết, nếu trần như pháp giới ở chặn đầu giữa sau có sai khác, thì các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể lập bảy phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mà thuyết trần như pháp giới, trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các hạnh của đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vận chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình. Vì trần như pháp giới ở chặn đầu giữa sau thường không sai khác, nên các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa lập bày các phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mà thuyết trần như pháp giới, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các hạnh của đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vận chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình. Hết quyển thứ 532.